Cắt nốt nước kia ra. Tao nói bán là bán. Bán thôi.
cái đục á. Chị đâu cho con nhé. Vâng ạ. Chị có làm gì cả? Có gì cả? Bên không khoái cá nhỉ? Chị đâu con đây? Muốn chị ăn cá. Con ăn vãi cá đi. Không ăn mấy miếng cá. Không ăn cơm chị đâu. Mẹ ăn thử món cá đi. Ừ, ăn cho bà này. Đang chấm sốt đúng không? Lấy miếng to nhất rồi. Hãy sốt đi cay cay. Ừ. Ăn ngon. Ừ. Ai ngon rồi em ạ. Ừ, con ăn đi. Trời ơi. Cho bà xin bát canh. Ơ, bà để lại. Vì thịt cá đấy. À, rồi. Bà ơi. Ăn lẫn với hành. Canh lẫn hành ngon. Canh cá rau hành miếng luôn. Thì đông thơm. Ăn bát canh đi. Vâng. Ăn đi tí mẹ lấy con bát canh nhá. Bữa nào cũng ngon nhỉ. Đây mẹ ăn thử miếng cá nhá. Cá là dễ thân con như cất đấy. Ừ. Đâu, đâu. Danh danh. Không phải. Danh. Con chị anh cất hết thôi, chị mới chạy ra hồ. À, không có thân này. Ra hồ. Nhòn chưa, hơn. Chưa kịp động vào vó luôn. Không có này ơi. Có đâu vào vó, cắt bỏ, thả đúng không? Này con hút đi. Canh ngon lắm, ngọt lắm miệng. Ngon nhỉ? Mày ăn được không? Nè, ba bé tí nữa là thịt ra. Không, bà ngoài. Bà ăn nhiều rồi, ăn nhiều rồi. Thôi, cho chị. Em ăn đi, cái em câu đã cất đây, em ăn đi. Cá con ăn nhà con no lắm rồi. Khác. Ừ. Ăn rồi, khác no rồi đúng không? Đúng rồi. Ngon nhất đấy. Con ăn cá này con phải nhức áp đấy. Dạ. Mình còn rứt vào mẹ. Mình ăn 5-6 miếng á. Thịt đâu mày trộn với cơm nóng rồi. Hết ý luôn. Có để giúp. Hay muốn cho chua củ thế. Ba củ. À, năm nay mà dịch mà ok thì lại đón Tết ngon. Ừ. Nhà lắng lái thì được. Cho tôi ăn này thịt đông với lại dưa hành cảm giác Tết nhỉ. Ừ. Nhớ Tết đấy. Ăn mà nhanh rồi sắp rồi. Hả? Sắp Tết rồi. Tết còn mấy tháng nữa nhỉ? 2 tháng.